lại nữa kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa một hữu tình an trụ quả dự lưu thì sẽ được nhiều phước đức huống chi là giáo hóa các hữu tình ở châu thiệm bộ đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo vì sao vì khi các hữu tình an trụ nơi mười thiện nghiệp đạo thì vẫn chưa thoát hẳn cảnh giới địa ngục bảng xanh ngạ quỷ nếu các hữu tình trụ ở quả dự lưu liền vĩnh viễn thoát khỏi các đường ác hiểm huống chi là giáo hóa, làm cho họ an trụ quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, sẽ đạt được phước đức thù thắng hơn kia rất nhiều. Kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các hữu tình ở châu thiện bộ, đều được an trụ quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì được nhiều phước đức, nhưng không giống như có người giáo hóa chỉ một hữu tình an trụ nơi độc giác bồ đề. Vì sao? Vì công đức của độc giác bồ đề hơn dự lưu vân vân gấp trăm ngàn lần. Kiều thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các hữu tình ở châu Thiện Bộ đều an trụ độc giác bồ đề thì sẽ được nhiều phước đức, nhưng không giống như có người giáo hóa một hữu tình đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Vì sao? Vì nếu giáo hóa hữu tình đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà thì làm cho Phật nhãn ở thế gian không gián đoạn. Vì sao? kiểu thi ca vì do có đại bồ tát liền có quả dự lưu nhất lai bất hoàn a à la hán độc giác bồ đề cũng có như lai ứng tránh đẳng giác chuyển pháp luân vi diệu cứu độ các hữu tình các đại bồ tát đều nương tựa bát nhã ba la mật đa mà được thành tựu vì sao Kiều thi ca vì các thiện nam thiện nữ vân vân này viết chép kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm Thâm cho người khác đọc tụng, nếu viết chép lưu truyền rộng rãi thì được nhiều phước đức hơn trước vô lượng vô biên. Vì sao? Vì trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa Thẩm Thâm rộng nói thiện pháp thế gian và xuất thế gian, nếu nương tựa thiện pháp này thì thế gian liền có đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tường phi phi tưởng xứ cũng có bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng cũng có quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề và tất cả đại bồ tát thực hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật cũng có dự lưu cho đến cũng có chư phật thiết lập có thể đắc lại nữa kiều thi ca đó là nói các loài hữu tình ở châu thiện bộ nếu các thiện nam thiện nữ vân vân giáo hóa các hữu tình ở bốn đại châu đều được an trụ mười thiện nghiệp đạo thì ý ông thế nào thuyết đó có khác trước không lại nữa kiều thi ca đó là các loài hữu tình ở bốn đại châu nếu các thiện nam thiện nữ vân vân giáo hóa các hữu tình ở tiểu thiên giới đều được an trụ mười thiện nghiệp đạo thì ý ông thế nào thuyết đó có khác trước không? Lại nữa Kiều Thi Ca, đó là các loài hữu tình ở tiểu thiên giới, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân giáo hóa các loài hữu tình ở trung thiên giới đều được an trụ mười thiện nghiệp đạo thì ý ông thế nào? thuyết đó có khác trước không? Lại nữa kiểu thi ca, đó là các loài hữu tình ở trung thiên giới. Nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân giáo hóa các loài hữu tình ở đại thiên giới đều được an trụ mười thiện nghiệp đạo, thì ý ông thế nào thuyết đó có khác trước không? Lại nữa, kiểu thi ca đó là các loài hữu tình ở đại thiên giới. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân giáo hóa các loài hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới đều được an trụ mười thiện nghiệp đạo thì ý ông thế nào thuyết đó có khác trước không? lại nữa kiểu thi ca đó là các loài hữu tình ở mười phương hằng hà sa vân vân thế giới nếu các thiện nam thiện nữ vân vân giáo hóa các loài hữu tình ở tất cả thế giới mười phương đều được an trụ mười thiện nghiệp đạo thì ý ông thế nào thuyết đó có khác trước không lại nữa kiểu thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở châu thiện bộ đều được an trụ bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc năm thần thông thì ý ông thế nào các thiện nam thiện nữ vân vân này nhờ nhân duyên ấy mà được phước nhiều chăng trời đế thích bạch phật bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phật dạy kiểu thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào viết chép kinh điển bát nhã ba la mật đa thẩm thâm cho người đọc tụng khi viết chép lưu truyền rộng rãi thì các thiện nam thiện nữ vân vân này sẽ được phước đức hơn trước rất nhiều vì sao kiểu thi ca vì trong nghĩa bí mật bát nhã ba la mật đa thậm thâm cho đến tất cả pháp vô lậu các thiện nam thiện nữ vân vân đã học đang học sẽ học trong đó hoặc đã nhập đang nhập sẽ nhập tránh tánh tánh ly sanh của chủng tánh thanh văn lần lần cho đến đã chứng đang chứng sẽ chứng quả a la hán hoặc đã nhập đang nhập sẽ nhập tránh tánh ly sanh của chủng tánh độc giác lần lần cho đến đã chứng đang chứng sẽ chứng độc giác bồ đề hoặc đã nhập đang nhập sẽ nhập tránh tánh ly sanh của chủng tánh bồ tát lần lần tu hành các bồ tát hạnh đã chứng đang chứng sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề kiều thi ca trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa thậm thâm đã thuyết tất cả pháp vô lậu đó là bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng hoặc vô lượng vô biên phật pháp khác đều thuyết tất cả pháp vô lậu trong đây lại nữa kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa một hữu tình an trụ quả dự lưu sẽ được phước đức thì huống chi giáo hóa các hữu tình ở châu thiện bộ đều được an trụ bốn tịnh lự bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. Vì sao? Vì các hữu tình an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông thì không còn qua lại cõi địa ngục bằng xanh ngạ quỷ. Nếu các hữu tình an trụ quả dự lưu, liền được chấm dứt thoát khỏi các đường hiểm ác, huống chi là giáo hóa họ an trụ nơi quả nhất lai bất hoàn A-la-hán sẽ được phước đức hơn phước đức trước kiểu thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các hữu tình ở châu thiệm bộ đều được an chủ quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán được nhiều phước đức không giống như có người giáo hóa một hữu tình làm cho vị ấy được an trụ độc giác bồ đề vì sao vì công đức của độc giác bồ đề thủ thắng hơn dự lưu vân vân hơn gấp trăm ngàn lần kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các hữu tình ở châu thiện bộ đều được an trụ độc giác bồ đề hưởng nhiều phước đức không giống như có người giáo hóa một hữu tình khiến họ đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. vì sao vì nếu giáo hóa hữu tình làm cho đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì làm cho phật nhãn ở thế gian không đoạn tuyệt vì sao Kiều Thi Ca vì do có Đại Bồ Tát nên có quả dự lưu nhất lai bất hoàn A à La Hán độc giác Bồ Đề cũng có như lai ứng tránh đẳng giác chuyển pháp luân vi diệu độ thoát chúng hữu tình các Đại Bồ Tát đều nương tựa bát nhã ba la mật đa mà thành tựu Do vậy, kiểu thi ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân viết chép kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm cho người đọc tụng hoặc truyền nhau viết chép, lưu truyền, bố thí cùng khắp, thì được phước đức nhiều hơn trước vô lượng vô biên. Vì sao? Vì trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa thậm thâm cho đến thiện pháp thế gian và xuất thế gian là nương tựa thiện pháp này, thì thế gian liền có đại tộc sát đế lợi cho đến cũng có chư Phật thiết lập có thể đắc lại nữa kiều thi ca, đó là các loài hữu tình ở châu thiện bộ. Nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân giáo hóa các hữu tình ở bốn đại châu, đều được an chủ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, thì ý ông thế nào, thuyết đó có khác trước không? Lại nữa kiều thi ca, đó là các loài hữu tình ở bốn đại châu. Nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các hữu tình ở tiểu thiên giới, đều làm cho an chủ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, thì ý ông thế nào, thuyết đó có khác trước không? Lại nữa, kiểu thi ca, đó là các loài hữu tình ở tiểu thiên giới, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, giáo hóa các hữu tình ở trung thiên giới, đều được an chủ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, thì ý ông thế nào, thuyết đó có khác trước không? lại nữa kiểu thi ca đó là các loài hữu tình ở trung thiên giới nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở đại thiên giới đều được an chủ bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc năm thần thông thì ý ông thế nào thuyết đó có khác trước không lại nữa, kiểu thi ca, đó là các loài hữu tình ở đại thiên giới. Nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, giáo hóa các loài hữu tình ở mười phương hằng hà xa, vân vân thế giới, đều được an chủ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, thì ý ông thế nào, thuyết đó có khác trước không? Lại nữa, kiều thi ca đó là các loài hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới. Nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân nào, giáo hóa các loài hữu tình ở tất cả thế giới mười phương, đều được an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, thì ý ông thế nào, thuyết đó có khác trước không? Lại nữa, kiều thi ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân, đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, mà trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần, tu học, suy nghĩ đúng lý, thì được nhiều phước đức hơn việc giáo hóa các loài hữu tình ở một châu thiện bộ, khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, cũng hơn việc giáo hóa các loài hữu tình ở bốn đại châu, cũng hơn việc giáo hóa các loài hữu tình ở tiểu thiên giới, cũng hơn việc giáo hóa các loài hữu tình ở trung thiên giới, cũng hơn việc giáo hóa các loài hữu tình ở đại thiên giới cũng hơn việc giáo hóa các loài hữu tình ở mười phương hằng hà xa vân vân thế giới cũng hơn việc giáo hóa các loài hữu tình ở thế giới mười phương khiến được an trụ mười thiện nghiệp đạo bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc năm thần thông Kiểu thi ca trong đây suy nghĩ đúng lý, nghĩa là chẳng phải hai, chẳng phải không hai hành. Vì cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề nên suy nghĩ bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa. Như vậy cho đến vì chẳng phải hai, chẳng phải không hai hành. Chỉ vì cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề nên suy nghĩ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm dùng vô lượng pháp môn để thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết hiển thị khai sáng diễn giải giải thích rõ ràng phân biệt ý nghĩa để họ hiểu dễ dàng thì được nhiều phước đức còn tự mình lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý bát nhã ba la mật đa thậm thâm thì sẽ được gấp bội vô lượng công đức kia kiểu thi ca nghĩa lý bát nhã ba la mật đa trong đây là nghĩa lý ấy thuộc của bát nhã ba la mật đa không nên dùng hai tướng để quán cũng không nên dùng không hai tướng để quán chẳng có tướng chẳng vô tướng chẳng nhập chẳng xuất chẳng tăng chẳng giảm chẳng nhiễm chẳng tịnh chẳng sanh chẳng diệt chẳng lấy chẳng bỏ chẳng chấp chẳng bất chấp chẳng trụ chẳng không trụ chẳng thật chẳng không thật chẳng hợp chẳng tan chẳng tương ưng chẳng bất tương ưng chẳng ít phần chẳng phải chẳng ít phần chẳng toàn phần chẳng phải chẳng toàn phần, chẳng nhân duyên chẳng phải chẳng nhân duyên, chẳng pháp chẳng phi pháp, chẳng chân như, chẳng phi chân như, chẳng thật tế chẳng phi thật tế, vô lượng pháp môn nghĩa lý như vậy lại nữa kiều thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào tự mình đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này mà trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý dùng vô lượng pháp môn giảng rộng cho người khác tuyên thuyết hiển thị khai sáng giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa lý làm cho người kia dễ hiểu thì được nhiều phước đức vượt qua phước đức trước vô lượng vô biên khi ấy trời đế thích liền bạch phật bạch thế tôn các thiện nam thiện nữ vân vân đó phải dùng các loại văn nghĩa thiện xảo để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa thậm thâm cho người khác nghe bấy giờ phật bảo trời đế thích Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các thiện nam, thiện nữ vân vân phải dùng các loại văn nghĩa thiện xảo để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa thậm thâm cho người khác kiều thi ca nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào có thể dùng các loại văn nghĩa thiện xảo để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa thậm thâm cho người khác thì thành tựu vô lượng vô biên công đức lớn không thả nghĩ bàn kiều thi ca các thiện nam thiện nữ vân vân chọn đời mình dùng vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng và đủ loại vật dụng khác mà cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác ở mười phương vô lượng vô biên Thế giới. có các thiện nam thiện nữ vân vân tự mình đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý lại theo các loại văn nghĩa thiện xảo dùng vô lượng pháp môn để giảng rộng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa lý để họ dễ hiểu thì sẽ được phước đức hơn phước đức trước rất nhiều vì sao vì chư phật ba đời đều nương tựa vào bát nhã ba la mật đa để tinh cần tu học chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lại nữa kiểu thi ca có thiện nam thiện nữ vân vân nào ở vô lượng vô biên đại kiếp dùng có sở đắc làm phương tiện siêng năng tu học bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa còn có thiện nam thiện nữ vân vân đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm dùng vô sở đắc làm phương tiện trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tích cần tu học suy nghĩ đúng lý lại dùng các loại văn nghĩa thiện xảo dù chỉ trong chốc lát thuyết giảng cho người khác bằng cách tuyên thuyết trình bày khai sáng giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa lý để cho họ dễ hiểu thì được phước đức hơn phước đức trước rất nhiều kiểu thi ca người còn có sở đắc nghĩa là thiện nam thiện nữ vân vân khi tu hành bố thí liền nghĩ như vậy ta là người bố thí người kia là kẻ nhận đây là quà của sự bố thí việc thí và vật thí khi người kia tu bố thí như vậy gọi là trụ bố thí chứ không phải